Bon Bon TV. Ai mì tôm bún phở đây? Ai hô ba đây? Bánh mì nào? Mì sấy đây, mì sấy khô đây, mì trộn đây. Sao chả thấy ai vào quán mình thế nhỉ? Ai mì trộn đây? Ai mì sấy đây? Hô ba đây. Xúc xích nào? Mình mệt quá, mình phải đi ra nhà hàng mình ăn phân tôm. Mình sẽ hô đây, xin cả đồng tiền đây. Ô, chào Von, mua hàng cho chị đi. Chị ơi chị, chị bán cho em một suất mì tôm thập cẩm đi. À, ăn mì thập cẩm hả? Vâng. Rồi em ngồi ra bàn đi, đợi chị tí nhá, để chị làm. Có ngày, có ngày. Mì thập cẩm này. Đấy. Này. Có thập cẩm ngay. Em có ăn xúc xích không? Dạ không. À, thế anh ăn mình mì trộn thôi gì? À. Khô thật, ăn mì trộn đủ các thứ. Nào là mì sấy khô, nào là chúc ba chúc, nào là hu ba này, rồi kẹo bình bú. Trời ơi, đủ các loại luôn. Cho thêm một tí nữa cho đầy lên. Đây, mì trộn của em đây. Em có ăn tương ớt không? Em uống nước nha. Em ăn thử em uống nước nha. Ngon không? À đấy, chị đi lấy nước thêm nha. Ở đây còn có ít nước này hơi nguội rồi, đấy chị lấy thêm nước nóng. Ngon lắm. Ngon không em? À. Ôi chị nấu mà thấy ngon là đúng rồi. Đây nước của em đây nha. Ăn đi rồi khi nào khát nước thì uống nha. Chị xem nào. Nên chị cũng chưa được ăn cơ. Sáng giờ chị ngon lắm. Hay là chị nấu hai đĩa đi xong rồi lát nữa chị với em ăn thì nhá. Ok, em ăn nhanh hết đĩa đấy đi. Có con ơi. Cái này nó không cần phải đun này.
cần phải xào đấy. Trời ơi đẹp thế. Mấy viên nữa, 3 viên nha, 4 viên cơ. Cái này ngon à, ngon lắm luôn. Nó chua chua và ngọt nha. Ăn nhanh lên đi, chị nấu xong rồi, để chị với em ăn thêm. Gió mạnh thế, nó bay cả hũ bao bao của chị này. Sáng giờ chưa có ai mua cái này cơ. Điều này chị với em ăn chung nhá, ăn thì nhá. Đây thì đã chuẩn bị xong rồi đây, của em đây. Đây của chị đây nha. Đấy, nước của chị em mình đây. Em có ăn thêm tương ớt đâu? Em không ăn. Ớt cái thế làm sao em mà ăn được? Rồi bây giờ ăn thì nhá. Nếu ai xong trước thì không, em xong trước thì chị không lấy tiền nữa. Mà nếu em xong sau thì em ở lại rửa bát cho chị. Ok. Bắt đầu. Ngon thế. Nó chua chua ngọt ngọt. Ngon quá. Cái hạt này giống như trứng vậy nhỉ. Rồi em. Ngon. Mì này đúng là quá tuyệt vời luôn. Ngon chứ chị không nghĩ là chị nấu ngon như này đâu. Chị thích cái hạt này thế. Đẹp nhỉ. Em cũng thích. Thơm. Thơm như là bỏ tay. Thơm nhá. Tay em bỏ tay. Chị sắp xong rồi. Bon phải ở lại giữa bát. Ngon hứ. Nước cũng ngon cơ. Ha ha.
Mời con. Thế thì ai sẽ tiền cho chị? Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.